without this conversation, and you seem to agree with me. When there's complications, you withdraw and leave me to be. When there's a problem, you become like a wall, and every time I trip, it's a free fall. Why don't you help me the way I help you? You don't have to save me, just be my parachute. When I'm feeling... Và Tường đang ở trường kiến trúc xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây thì Tường cũng đã tìm hiểu rồi, trường này đào tạo khóa học môi giới bất động sản thì chúng ta tới đây học nè, rồi thi để lấy cái bằng. Nếu như mà chúng ta không có bằng thì sẽ bị phạt lên tới 40 triệu lận. Thì cái hình thức thi cũng đơn giản lắm, có phần cơ sở và phần chuyên môn, 100% là trắc nghiệm. Mỗi một phần thì chúng ta thi tới tận 2 tiếng lận. Còn về tài liệu cũng như là hồ sơ chuẩn bị thì chúng ta cần có là hai chứng minh nhân dân photo nè, rồi hai cái bằng cấp 3 trở lên photo sao y luôn, và 6 hình 46, cộng thêm đó là cái đơn để đăng ký dự thi. Thì cái đơn đó thì Tường sẽ để ở cái link nha, hoặc là mọi người có thể vào trang web của trường để xem và tải cái đơn về. Trường kiến trúc xây dựng thành phố Hồ Chí Minh á, tổ chức thi thì ở đường Nguyễn Văn Linh thuộc Bình Chánh nha. Thì chúng ta sau khi vào cổng thì đậu xe ở bên kia, sau đó thì sẽ đi lên trên đây. Khuôn viên của trường rất là rộng mọi người ạ. Đây có cái bảng tên ở trên nè, trường Cao đẳng Kiến trúc Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì Tường đi vào cuối tuần, hình như là rất là ít sinh viên ở đây. Thì chúng ta sẽ thi theo hai hình thức. Một hình thức là cơ sở, một phần là chuyên môn. Thì mỗi một phần như vậy thì chúng ta có 2 tiếng đồng hồ để thi. Thì mọi người có thể nộp hồ sơ cũng như là tài liệu tại phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xây dựng này nè nha. Ngay chỗ phòng này, khi mà đi vào thì quẹo qua bên trái là chúng ta sẽ tới. Ở đây thì mấy chị sẽ hướng dẫn chúng ta nộp cũng như là kiểm tra đầy đủ toàn bộ giấy tờ luôn. Sau khi mà chúng ta nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả này á, thì trong vòng khoảng là 10 ngày gì đó, tầm khoảng là cuối tháng đó mọi người, chúng ta sẽ tới đây và đi lên trên cái phòng trên đó, có 2 phòng để thi phần cơ sở và phần chuyên môn. Tại vì mỗi một phần mình thi tới tận 2 tiếng lận, nên mọi người phải suy nghĩ thật là kỹ trước khi mà chọn câu trả lời. Cũng có một số anh chị không vượt qua được, nên mọi người đừng vội vàng nha. Và Tường sẽ đi một vòng khuôn viên của trường để cho mọi người thấy khuôn viên của trường rộng lắm. Cũng đã 10 năm rồi Tường không có bước chân tới những cái trường cao đẳng, trường đại học. Thì hôm nay thì có dịp nên sẵn tiện tham quan luôn. Rộng lắm mọi người ạ. Bữa nay thì chắc là không có sinh viên học nên khá là vắng vẻ. Trường xây dựng kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở tại Nguyễn Văn Linh nha. Bên kia là sân bóng, rồi ở phía sau thì trường học, xung quanh có rất là nhiều phòng học. Xây dựng cao lắm, tới tận 6-7 tầng lận. Thôi thì bây giờ Tường quay lại chủ đề chính để đi vào bộ phận nhận kết quả để nhận chứng chỉ hành nghề môi giới của Tường nha. Đây chính là bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Sau khi mà chúng ta tham dự phần thi cơ sở và phần thi kiến thức chuyên môn thành công á, thì chúng ta sẽ có kết quả ngay luôn tại thời điểm thi. Sau đó thì khoảng 15 ngày thì chúng ta sẽ có một cái chứng chỉ hành nghề môi giới như Tường cầm trên tay đây. Thì chúng ta cũng tới trường xây dựng kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh này nhận luôn. Cách khoảng 15 ngày đó mọi người ạ. Và tốn phí là chỉ có 200 ngàn thôi, cũng không phải là quá đắt mà cũng không có rẻ lắm. Khi mà chúng ta có cái chứng chỉ như thế này á, thì tự do, mạnh tay, thoải mái,
để đi làm sale cũng như là buôn bán nhà. Nếu như mà không có thì mức phạt lên tới 40 triệu đồng lận, rất là cao luôn. Nên mọi người, quý đồng nghiệp nên bổ sung cái phần này cho bản thân nha, để tránh bị mất tiền oan. Và mọi thông tin và thắc mắc nếu như mà còn cần Tường tư vấn thì hãy bình luận bên dưới, Tường sẽ giải đáp thêm nha. Về phần video thì Tường cũng xin được kết thúc. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye.